Dạ em Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em mới về thêm một lọt chiếc xe Sun Gold mấy anh chị ha. Thì đây là tổng cộng có khoảng 8 chiếc, với lại bên trong còn mấy chiếc chưa ráp nữa. Thì tất cả xe này là xe nguyên zin, về là tụi em sẽ ráp lên và sẽ sạc bình trở lại mấy anh chị ha. Sạc bình trở lại rồi sau đó thì mới bắt đầu giao xe cho mấy anh chị mình. Đấy. Thì hầu như những chiếc bình Panasonic đi theo xe này là hầu như không có chiếc nào mà nó bị lỗi hết mấy anh chị ha. Bình nó cầm rất là tốt. Đó, xe còn rất là tốt. Nhưng mà do là những cái xe này là mới vừa về luôn thì bình nó cạn hết rồi. Ở bên đó người ta bỏ trong kho bãi cạn hết rồi. Thì giá của em đợt này về số lượng nó nhiều hơn nên nó sẽ tốt hơn được xíu nữa mấy anh chị ha. Em về số lượng nhiều quá nên giá thì dĩ nhiên là em sẽ bán giống như giá bán lẻ mà giá sỉ luôn mấy anh chị ha. Bán lẻ giá sỉ luôn. Đó thì em sẽ bán là giao xe là xe đã chạy hoàn chỉnh hết rồi ha. Bảo hành cho mấy anh chị 6 tháng luôn. Bữa em bảo hành 3 tháng chứ bây giờ mấy xe này mấy năm nay em bán hầu như cũng chả có chiếc nào quay đầu cả. Không có chiếc nào quay đầu hết. Đó thì anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Đó thì hầu như là còn nguyên bụi của Nhật luôn. Đó. Sạc nè, bộ này bộ control, bộ sạc nè ha. Đấy. Thì cái này là được bánh đã ráp bánh lên hết rồi. Đó thì bánh cũng còn gai cũng còn đầy nhóc luôn mấy anh chị ha. Đấy, xe sàn mọi thứ rất là đẹp. Thì mấy cái phần riêng con xe Sanjo này á là mấy phần cái phần nhựa của nó là nó hay móc mấy anh chị. Nó kiểu như là nó người ta chơi đánh gôn mà ha, thì nó sẽ lâu có một cái mấy cái phần này nó hay bị móc đó. Còn cái phần nào mà được sơn chỉnh chu á, thì nó không có bị bạc màu gì hết á. Xe Sanjo sản xuất Nhật nha mấy anh chị ha, nó chạy bình là 430 126 6 bình 72V mấy anh chị ha. 6 bình 72V bằng đạp bi đông sàn được coi như là còn ngon lành hết. Đó, 1 mà nó là 1 2 3 4 5 6 ha, thì nguyên cái giải bình này là bình chính ha, dùng để nuôi motor và một cái bình phụ 12V để nuôi cái bộ điều khiển ha, nuôi bộ điều khiển. Đó. Rồi, ok. Xe thì mấy cái nào mà nó bị rách yên ha, rách yên thì tụi em sẽ bọc lại cho mấy anh chị nha ha, bọc lại hết chỉnh chu ngon lành. Đấy, rồi rửa ráy tút tát gì đó thì nói chung là giao xe thì sẽ hoàn chỉnh. Có luôn cả bộ gậy đánh gôn này ha, thì anh em nào sử dụng cho resort á, thì mình có thể độ chế thêm một cái ba ga ở phía sau để mình để vali ha, của hành lý, vali hành lý của khách rồi đó, mình chở khách vô resort mấy anh chị ha. Rồi hoặc là anh em nào có những cái công dụng khác thì mình mua về ha, thì giá chỉ có 40 mấy triệu thôi. Nhưng mà em có gì inbox thì em sẽ báo cụ thể hơn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng ha, nguyên lọt luôn. Đấy, nguyên lọt luôn. Chạy chỉnh chu ngon lành. Xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng nha.